Flybox Halloween năm nay đến từ các hãng khiến mình thở không kịp luôn các bạn ạ. Và làm sao có thể bỏ qua một bộ quái quái như Lilith's Secret Experiment đến từ nhà 52 Toy được. Series này mở ra một bối cảnh kỳ quái với Lilith là nhân vật trung tâm xoay quanh các thí nghiệm bí mật. Theo mình cảm nhận thì nó sẽ có yếu tố khoa học viễn tưởng khiến chúng ta tò mò về những gì mà Lilith thực sự đang làm trong các cuộc thí nghiệm của mình. Bé đầu tiên mà mình khui được thì có tên là Twin Transformation, tượng trưng cho sự kết hợp giữa hai bản thể của Lilith. Nó cũng đại diện cho sự đột phá hoặc thậm chí là mâu thuẫn giữa các bản thể của cô ấy trong thí nghiệm. Điều này cũng gợi lên sự tò mò cho người chơi về các khía cạnh khác nhau của nhân vật này. Nếu để ý thì các bạn sẽ nhận ra là dạo này mình hay bóc lung tung chứ không theo thứ tự như ngày mới chơi nữa. Bên cạnh sự kỳ quái thì tạo hình của Lilith trong bộ này cũng mang đậm dấu ấn Gothic. Em thứ hai mà mình khui được thì có tên là Mục Sư Xương. Khi nhắc đến linh mục thì chúng ta thường tưởng tượng ra các nghi lễ bí ẩn hoặc cấm kỵ, thì ở tạo hình này cũng vậy. Mục Sư Xương đóng vai trò là người giám sát hoặc bảo vệ các thí nghiệm bí mật và đen tối của Lilith. Thiết kế này cũng nhấn mạnh yếu tố bí ẩn và khoa học của cả bộ, khiến cho các nhân vật còn lại càng trở nên kỳ quái hơn khi chúng ta khui các bóc phía sau. Em thứ ba mà mình khui được thì có tên là Emergency Doll, tượng trưng cho một búp bê được tạo ra hoặc hồi sinh từ các thí nghiệm đặc biệt nhằm thay đổi số phận của các nhân vật. Tạo hình này có vẻ ngoài đáng yêu nhưng nội tâm lại trái ngược và phức tạp, khắc họa rõ nét thế giới khoa học bí ẩn trong loạt thí nghiệm của Lilith. Khi vừa cầm hộp thứ tư trên tay thì mình cảm thấy đầm và nặng hơn hẳn những hộp mà mình đã khui trước đó. Em thứ tư mà mình khui được có tên là Doll Research, đại diện cho những búp bê tiên phong trong thử nghiệm khoa học, có thể liên quan đến việc phân tích và thay đổi cấu trúc của các búp bê trong hoạt động thí nghiệm tiếp theo. Tới đây thì chúng ta phần nào cảm nhận được sự rùng rợn trong quá trình nghiên cứu tại phòng thí nghiệm bí mật rồi đúng không? Càng khui thì mình lại càng thấy mỗi thiết kế đều có những cái vẻ kỳ quái riêng. Nhưng mà riêng em số 5 này thì đã để lại cho mình nhiều ấn tượng, bởi vì thiết kế này thì có tạo hình khác biệt, đó là đôi cánh như một con rơi, nhưng đầu và thân vẫn là cô bé Lilith. Hình ảnh này khắc họa về một thế giới khác, nơi mà những sinh vật lạ lùng có thể tồn tại, thúc đẩy trí tưởng tượng và sự tò mò của người xem lên cao. Đây là lần đầu tiên mình khui full set của 52 Toy và không ngờ rằng mình lại chọn một cái nhân vật quái quái như thế này. Em thứ 6 mà mình khui được nhìn qua thấy rất là slay nha, nhưng em ấy được hiểu như một biểu tượng cho sự hỗ trợ và bảo vệ, sở hữu một nét đẹp quyến rũ đầy nguy hiểm giống như một bông hoa hồng có gai. Chính cái chi tiết này cũng nhấn mạnh rằng sự dịu dàng không nhất thiết phải tách biệt khỏi sức mạnh. Cầm trên tay box số 7, mình cảm thấy nặng và đầy đặn nha. Khi bóc bóc ngoài siêu sẽ thấy vuông vức nên rất dễ đoán đây chính là mô hình Nightmare Experiment. Đối với mình thì đây chính là thiết kế mang màu sắc ưu tố nhất bộ, đúng kiểu đang nằm nhắm mắt xuôi tay luôn ấy. Mình giỡn thôi chứ bản thân mình đoán nha. Tiềm thức của Lilith vẫn đang phiêu bồng ở một thế giới khác, còn cơ thể thì đã bất động khi tham gia vào cuộc thí nghiệm này. Phải chăng đây sẽ là cơn ác mộng vĩnh hằng mà Lilith không bao giờ tỉnh lại được? Hành trình đang khép lại về box cuối cùng rồi đây mọi người ơi. Một là mình sẽ khui ra em này, hai là mình sẽ khui ra Secret. Trước mắt thì mình chưa biết là sẽ khui ra em gì, nhưng mà cái siêu này nó siêu to và nặng, nó còn bị kẹt lại ở trong hộp nữa cơ. Đây là hộp duy nhất mình không nghe được tiếng lọc cọc khi lắc, bởi vì mô hình đã được gia cố bằng một cái vỉ nhựa nha. Trời ơi, khi mà nhìn trên hộp giấy thì mình thấy nó vô tri và nó kém sắc nhất bộ này luôn. Nhưng mà khi khui ra thì mình thấy đây như kiểu là ngôi sao của bộ này ấy, mọi người ạ. Và đây cũng chính là mô hình duy nhất có phụ kiện kèm theo nha mọi người ơi. Về tổng quan thì mô hình này chính là thiết kế của một lọ thuốc cổ điển. Nó được nhăn nhá bởi các chi tiết lấp lánh hoặc là khói mờ ảo ở phần thân. Và khi đặt trong bóng tối, mô hình còn có thể phát sáng. Phải chăng đây chính là thuốc giải sẽ đánh thức tất cả thoát khỏi những cuộc thí nghiệm ma quái này?